Em xin chào quý vị. Thường thường thấy em thường thường em là mainly em là người sản xuất, người không nói không biết. So I'm mostly I am a producer cho không nói không biết, tại vì em khi mà em qua bên Cali để mà em đi học ngành tiến sĩ hóa học của em, thì em thấy là em muốn làm để cố gắng để mà mang lại cho cộng đồng người Việt của mình. Và một thứ để mà em mang lại là em muốn cái chia sẻ những cái skill về video editing, producing, về nhiều thứ để mà em giống như là cho nhiều người có thể thảo luận được cái mấy cái ý nghĩa, về mấy cái chính trị hay là topic những gì mà em thấy là người Việt Nam thường thường không có access to, cũng như là không có thể hiểu được á, khi tại vì nhiều thông tin là bằng tiếng Anh mà người Việt mình khi mà especially nói chuyện với lại bố mẹ mấy các bác thì người ta mấy gia đình của em thì sometimes không có hiểu là tại sao em suy nghĩ là như vậy. Thì tại vì như vậy em muốn ra, em muốn làm không nói không biết là một chỗ để mà thảo luận, những cái suy nghĩ để mà có thể là hiểu lẫn bên nhau và cũng có thể là chia sẻ những ý kiến mới. Và cái đó là tại sao em muốn làm mà không nói không biết, mà thường thường em cũng là người bán sản xuất ở đằng sau của không nói không biết. Nhờ chị mong. À, thì giống như dạ thì giống như anh nói đó, thì thông thường thì quý vị ít khi thấy anh on ở trên màn hình lắm. Anh là thường thường là đứng ở phía sau lo những cái phần diện giống như là hình ảnh, âm thanh, rồi coi như là một cái người gọi là chuyên khoa về coi như là điều chỉnh rồi đó, coi như là để mà bảo đảm cho cái chương trình nó được trôi chảy hơn và những cái tiếng nói của tụi em nó được rõ ràng hơn. Thì anh nói là giống như hiện tại là anh đang theo dõi, anh đang theo học cái chương trình tiến sĩ hóa học phải không anh? Chương trình hóa học phải Tiến sĩ không? hóa học, dạ, tiến sĩ hóa học ở trường Dạ, ở trường Đại học California Irvine. trường Đại học California Irvine. Thì trong khi em đi theo dõi cái chương trình đó thì em lại thôi thúc đôi thúc mang được một cái cảm giác là muốn chia sẻ những cái gì mình đang có, những cái kiến thức của mình cũng như là những cái khả năng của mình đối cho đồng, giống như là mình gọi là đóng góp cho cộng đồng. Thì một trong cái đóng góp mà anh rất là tâm đắc đó là có thể là làm việc cùng với không nói không biết để mà có thể chia sẻ và mang đến cho cộng đồng những cái thông tin mình gọi là hữu ích nhất và thực sự là liên quan trực tiếp đối với cộng đồng người Việt của chúng ta đang sống ở tại Mỹ, ví dụ như là những cái dự luật nè, những cái biến đổi trong cái gọi là chính trị hoặc là giống như là trong xã hội của mình mà trực tiếp ảnh hưởng đến mấy cái nền đời sống của chúng ta tại nước Mỹ. Thì đôi lúc là những người trẻ như anh cũng như là Maddie có thể nhìn thấy được đó là cái sự mà gọi là thiếu sót, đó là cái như những cái thông tin này phần lớn hay là những cái đề tài này phần lớn thường thường là bằng cập nhật bằng tiếng Anh nhiều hơn, và đó là một cái cũng như là thấy là cái thiếu sót, đó là những cái cộng đồng người Việt chúng ta ít được cái cơ hội để tiếp xúc gần gũi hơn những cái đề tài này cũng như là hiểu biết thêm về những cái đề tài này, bởi vì cái ngôn ngữ, bởi vì trở ngại bởi ngôn ngữ. Đặc biệt hôm nay quý vị có được một khách mời rất là nhí đó, không mời thông thường á là Maddie là mẹ bỉm sữa, thông thường mà những cái giờ livestream á thì Maddie thường hay chia sẻ với nhau để mà cái ba của bé chồng bé để Maddie có thể lên livestream cùng quý vị. Hôm nay đặc biệt là ba bé đi làm chưa có về cho nên là phải đem mà bởi vì phải vừa livestream phải vừa trông con, cho nên quý vị thông cảm nếu mà bé An Nhiên ở đằng sau có vẻ như là rất là bận rộn thưa quý vị như là bận rộn để mà lo lắng ăn uống này kia thì quý vị thông cảm cho nhá, cho anh em của tụi chúng em. Thì đối với Maddie thì Maddie đến với không nói không biết cũng khá là gần đây đúng không? Thì cái Maddie biết được không nói không biết là qua coi như là người thông dịch cũng giống như là pivot, có nghĩa là giống như là progressive Vietnamese, như là overseas phải không, hay là Nè nè như Progressive nè Vietnamese nè. American Organization. Thì pivot được 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 đưa ra để mà nhằm mục đích đó, mục đích tránh của pivot đó, đó là chia sẻ những thông tin mà gọi là chính xác nhất hiện tại cho nước Mỹ để mà chống lại cái gọi là cái luồng thông tin, thứ nhất là thông tin gọi là không được chính xác hoặc là thông tin nó có mang cái tính chất là thuyết âm mưu nhiều quá.
thì pivot, cái nhiệm vụ pivot là như vậy, đó là truyền đạt những cái thông tin và những cái thông điệp nó tích cực hơn đối với cộng đồng, để cho giúp cho cộng đồng người Việt chúng ta có thể phát triển, giống như là hiểu biết thêm và cũng như là sang tầm với những cộng đồng bạn trong về cái phương diện mà gọi là tham gia vào chính trị, hay là tham hiểu thêm về những cái dự luật. Thì qua pivot thì mới biết, người thông dịch thì người thông dịch cũng được sanh ra cũng trong một cái cùng một cái chiến tuyến như vậy, đó là mang những cái thông tin, và dịch lại những cái thông tin mà nó được chuẩn xác hơn, để mà chia sẻ đối với cộng đồng, và cũng nhằm mục đích là để mà chống lại những cái thông tin mà gọi mang thuyết âm mưu quá nhiều, mà không có rõ lai lịch, truyền tải quá nhanh, và trong một cách chóng mặt ở trên mạng, rồi thì sau đó mới có không nói không biết. Thì má đi qua cái đó, má đi biết không nói không biết, rồi má đi mấy không nói không biết tìm những cái người mà giống như là thiện nguyện á, để mà có thể lên, để mà có thể góp tiếng nói. Thì má đi mới thấy là má đi muốn giúp, thứ nhất là má đi muốn giữ cái tiếng Việt chứ không có gì hết trơn á, tại vì má đi là khá là 10 năm rồi má đi làm là coi như là thông dịch viên về y khoa, rồi sau khi má đi đổi ngành có nghĩa là không làm thông dịch viên nữa, trở thành coi như là chuyên gia điều trị tâm lý, thì cái công việc hàng ngày không có sử dụng tiếng Việt nhiều, sử dụng phần lớn là tiếng Anh, cho nên má đi giống như là thấy bị buồn, nó bị thiếu giống như mình càng ngày khi mà mình càng lớn thì đôi lúc mình lại muốn tìm về cái nguồn gốc của mình là muốn giữ một cái gì đó, nó mang cái đậm chất của cái con người của mình, đó là cái con người Việt của mình. Thì má đi thấy không nói không biết, tìm một cái người host có thể nói tiếng Việt, có thể chia sẻ những cái tài liệu thông tin hữu ích cho cộng đồng. Như vậy thì má đi không ngần ngại và đã coi như lập tức đăng ký để trở thành một trong những người host, người dẫn chương trình cho Không Nói Không Biết, và cũng từ đó mới quen được Oanh, rồi mới quen biết những anh em ở trong Không Nói Không Biết, như là Thục, như là quý vị đã thấy, như là Bảo Trân, rồi này kia, Huy Huy rồi đó, những cái anh em trong đó thì mới làm việc chung, mới chia sẻ chung. Thì mới đi đó là cái, thì ngoài cái công việc mà coi như là làm việc với Không Nói Không Biết, thì má đi hàng ngày thì cũng là mẹ bỉm sữa là mẹ bỉm sữa của bé An Nhiên, và rồi đi làm, một cũng như hiện tại má đi thì đang làm cái công việc là điều trị viên chuyên khoa tâm lý, và cũng như là hành động học cho một cái bệnh viện chuyên khoa tâm lý ở trong tại khu vực Las Vegas, Nevada. Thì anh em thường thường là trao đổi qua màn ảnh thôi, và cũng như là chia nhau công việc với nhau để mà làm, để với một cái mục đích rất là đơn giản, đó là đem những cái nguồn thông tin chính xác nhất, cũng như đầy đủ nhất đến với cộng đồng người Việt của chúng ta, cũng như là đến để mà chúng ta có thể hiểu biết thêm những về những cái tài liệu và thông tin nó khá là ồn ào ở ngoài kia, mà nó là cái gì, để chúng ta có thể có những chọn lựa tốt hơn trong cuộc sống của chúng ta, và cũng nhằm như thúc đẩy cái cộng đồng của chúng ta thăng tiến hơn trong thời gian tới trong phương diện người tham gia chính trị. Thì đó là đơn sơ, là những cái chia sẻ của hai chị em.